SIM nghi là SIM kích hoạt sẵn. Theo báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông gửi lên Quốc hội, tính đến hết tháng 8 năm 2019, các nhà mạng đã tiến hành ra soát và xử lý khoảng 4,7 triệu thuê bao. Đây là các thuê bao thiếu một trong bốn trường thông tin cơ bản gồm họ tên, địa chỉ, số giấy tờ và ảnh chụp giấy tờ. Trong số này, có 2,6 triệu thuê bao đã đăng ký lại thông tin, 2,1 triệu đã bị khóa hai chiều hoặc dừng dịch vụ. Trong quá trình ra soát, các doanh nghiệp viễn thông đã phát hiện khoảng 15,4 triệu sim có dấu hiệu kích hoạt sẵn trên kênh phân phối và xử lý. Tính đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2019, các nhà mạng đã khóa hai chiều hơn 2,1 triệu sim trong tổng số hơn 9 triệu sim khóa một chiều thuộc tập sim có dấu hiệu kích hoạt sẵn trên kênh phân phối. Số sim còn lại bao gồm các trường hợp khách hàng đã đến cập nhật lại thông tin hoặc bị hủy do quá thời hạn sử dụng gói cước. Đối với tin nhắn rác, 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận 21.888 lượt phản ánh tin nhắn rác giảm 48,7% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này cho thấy các chính sách điều tiết trong thời gian qua đã phần nào phát huy tác dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hệ thống chặn lọc tin nhắn rác của các nhà mạng đang hoạt động hiệu quả. Hệ thống này có khả năng chặn lọc hàng trăm triệu tin nhắn rác mỗi năm. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, hệ thống đã chặn lọc 90,4 triệu tin nhắn rác trên toàn mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thông tin thuê bao khắc phục tình trạng sim giác tin nhắn rác